Dạ, xin chào. Hôm nay cơ khí 24 giờ tiếp tục giới thiệu là máy tarot cần khí nén thương hiệu Unifast. Máy tarot cần khí nén này có model là AT-12-1000. Có nghĩa là máy này tarot được từ M3 đến M12 với phạm vi bán kính là 1100mm. Chạy chứ áp lực khí là 0.4 đến 0.8 MPa. Là 4kg đến 8kg. Với cái tốc độ là từ 0 cho đến 400 vòng trên 1 phút. Đối với máy tarot khí nén thì bao giờ cũng không thiếu cái bộ này được. Tại vì cái bộ này là bộ tách lọc khí, có đồng hồ để đo luôn. Như vậy thì cái việc mà chạy máy này á, thì đầu tiên chúng ta cần có một cái nguồn khí nén để cung cấp cho cái này. Thì khi nén đầu vào thì chúng ta có cái dây này rồi, chúng ta sẽ cho nó vào đây. Đó, chúng ta lắp nó vào đây. Thì chúng ta có thể chỉnh cái lực khí thông qua cái nấm này, chúng ta rút lên và chúng ta xoay, xoay vậy, cho nó xuống. Cái đây thì xả nước nè, cái này thì có dầu, cho dầu vào để nó bôi trơn, theo khí nó đi vào động cơ nó bôi trơn. Máy tarot cần khí nén này thì nó có đặc điểm là linh hoạt, di chuyển dễ dàng và cũng khá nhẹ nhàng. Ở đây chúng ta muốn tarot thì chúng ta cứ kéo cần đi di chuyển theo đúng cái vị trí mà mình cần tarot. Rất là linh hoạt và rất là dễ sử dụng. Mà chúng ta chỉ cần bấm thả là có thể là đảo chiều và tarot rồi. Thì cái dòng này nó sử dụng luôn luôn, khí nén thì luôn luôn là sử dụng cái collet kẹp mũi. Đó là cái loại thao lắp nhanh có chống quá tải. Rồi. Thì đây là những cái collet kèm theo máy. Kèm theo máy có 6 cái collet. Với những collet này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái lực tuôn của cái mũi nhé. Thì bây giờ để gắn mũi vào cái máy tarot này thì chúng ta sẽ sử dụng cái collet và gắn mũi tarot. Ví dụ ở đây chúng ta có cái mũi tarot là tarot đây. Chúng ta có mũi tarot đây. Bây giờ mình sẽ gắn vào trong máy này nhé. Đây là collet rồi. Gắn vào cũng khá đơn giản. Đó, chúng ta ở đây là tháo lắp nhanh cho nên chúng ta cứ đúng vào nó dính thôi. Đó, đúng cái khớp thì nó nhảy xuống là xong, và mũi cũng vậy thôi, đúng vào là dính rồi. Như vậy thì mình gắn cái mũi tarot vào máy này cũng khá là đơn giản, và tương tự tháo ra cũng vậy thôi, khá tiện lợi. Đó, chúng ta rút ra là ra thôi. Rồi thì khách hàng mà cần mua máy tarot này thì cứ liên hệ vào số điện thoại bên dưới nhé, thì chúng tôi luôn luôn bán hàng với cái giá rất chi là ưu đãi trên thị trường. Và ngoài ra thì đối với những sản phẩm mà chúng tôi bán thì đều bảo hành 12 tháng. Máy tarot khí nén này cũng vậy, bảo hành 12 tháng, đúng 1 năm. Thì chúng ta mua máy và có bảo hành toàn diện thì chúng ta cứ yên tâm mà sử dụng, cũng như là việc mua. Vì những cái sản phẩm này đã được sử dụng khá lâu và chất lượng đã được kiểm định rồi, cho nên chúng ta cứ yên tâm. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip máy tarot khí nén. Xin chào.